Chúng tôi đặc biệt lưu ý là tuyệt đối không được sử dụng điện để đánh chuột hoặc là sử dụng các cái biện pháp khác gây nguy hiểm đối với người và vật nuôi. Và các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm những cái hành vi sử dụng điện và các biện pháp nguy hiểm gây cho người và vật nuôi.